của mày này. Nhìn nó bột lên quét rồi bột. Alo, đây trận đấu đầu tiên trong C đấu thứ tư trong buổi chiều ngày hôm nay. Tỷ số VC đang là 2-1 nghiêng về cặp đôi của Viễn Kiến Game TV. Và liên tục trận đấu hai C đấu thứ hai và thứ ba, các em đều phải đưa về thế lộn ngược dòng và đã lộn ngược dòng thành công với những cái bài quân được đánh giá là đẹp hơn rất nhiều. Còn trận đấu đầu tiên này, cho Sonia đối đầu với Per Egip. Vâng, không biết là bên nào đẹp hơn. Tôi chả biết bên nào đẹp hơn luôn. Vâng, Persian của game thủ Van Lớp, còn Egip của game thủ Tom. Đây là Yamato của game thủ Chip Boy. Vâng, Chip Boy 96. Giờ gọi thành Cu Chip. Vâng, gọi thành Cu Chip cho nó vui. 7 hiệu 5 con đến từ game thủ cầm Yamato. Vâng, giờ trận đấu này phải là xúc chết game thủ Persian đưa về thế trận mình vâng hai chém trâu lên được thì được, không thì phải xúc chết một nhà, nói chung cứ phải xúc chết một nhà thì có thể đánh được. Khi mà để bên kia thì mình vâng để Persian thời điểm ban đầu thì Persian sẽ người chiếm rất nhiều lợi thế, nhưng thời điểm sau thì Persian rất dễ phế. Vâng, sẽ là người xúc ai? Vâng, ồ bài Yamato mát đấy, đôi voi đi, đôi voi đến từ bên lớp đó thì mát. À, game thủ Chip Boy nữa thì tươi lắm. Vẫn chưa thấy. Bài bên này Chip Boy cũng đang tương đối được. Sang đây là No 1. Bảy hiệu là rất sai. Chính các bạn thấy là No 1 vẫn đang cố gắng hết sức có thể để có thể đưa bảy hiệu này về. Không, bảy hiệu là rất xa. Đây có phải bảy hiệu đầu hay không? Mà sao nó có thể xa như vậy? Chip Boy trong trận đấu này thôi. Vâng, hy vọng vào em Yamato thôi. Chứ game thủ No 1 cho son trận này thì nói chung là rất khó để có thể một trận chém được. Chém tươi. Thêm một đôi voi nữa thôi, hoặc thêm một bầy hươu 5-6 con nữa thì cũng được. Khả năng thế vậy quả. Tôm liệu bài mà giàu có đánh thẳng cung hay tôm sẽ này đánh vâng đánh cung thủ phù thì kiểu đánh kiểu có voi. Được rồi. Thế là bài game thủ Chip Boy cũng đã đủ đồ với bài cầm Yamato. Vâng, một hươu 5 con, một bãi quả phụ, một con voi. Bài này đánh 25 dân thì nói chung thì cũng vẫn đang hơi yếu. Nhưng không sao, Yamato xin dò là chuyện đơn giản. Câu voi đấy của No 1. Vâng, củ hành No 1 rồi. Bài No 1 là rất rất kín. Chip Boy câu mốc con voi của No 1 rồi. 20/24 là tham lai của game thủ Chip Boy vào thời điểm này. Vâng, con voi đổi đầu là rất chuẩn. Vâng, đổi phát là mình tươi luôn. Bảy hiêu đấy là bảy hiêu mà game thủ No 1 đá từ phút đầu tiên về đấy. Trên 12 giờ có cái gì không? Cố lên 12 giờ tơn. Thao tác tương đối là chóng mặt của hai game thủ 96 và lộn ngược 69. Môn đánh 25 dân. Và bên kia Persian liệu có bài mà kích đòi đột biến trong trận đấu này không? Hai sĩ đấu các game thủ bên phía Liên Quân, Tôm và Vên Lớp bị bật. Phải nói là rất bực rồi. Thắng 2-0 bị bật 3-2. Đưa về thắng 2-1 rồi lại bật tiếp. 7-4-6 với 25 nông dân. Rất chuẩn. Đằng này mà thấy được đôi voi nữa thôi. Cầu con voi về khỏe lắm. Có thấy cái gì không? Mà tôi nghĩ là sẽ thấy thêm một cái đồ ăn nữa thôi. Cẩn thận viền D đấy lại có bãi quả. Bài này là Yamato có thể khung nhà. Vâng, bên lớp được cầm Persian và không thấy điểm số cao. Bởi nếu bài bên lớp giò ít, bài giàu ư. Không có gì, bài yếu đến từ Yamato. Còn đây, 9 trả kích được đến từ game thủ cầm cho son. Trận đấu yếu, khó. Persian điểm số của bên lớp bắt đầu nhảy điểm. Bên lớp đã lên đời rồi. Vâng, bài Persian tôi nghĩ đã lên đời. Nhảy điểm là tương đối mạnh. Nhảy điểm là tương đối mạnh đến từ game thủ cầm Persian Velop. Một bài sẽ kích khoảng 11x của game thủ kia thôi. Tôi biết mà. Velop dò rất ít, bài đánh khoảng 2-3 nông dân của game thủ Van Lớp thôi. Tầm bài 10 mấy, 10-14 với 25 nông dân của Yamato. Rất tốt. Nhưng quan trọng là bên kia là Persian nó quá nhiều đột biến.
Vâng, một bài Yamato phải ra ruộng để có thể khung nhà mình thời điểm ban đầu. Đẩy đi, bên lớp đã có giò và con giò bên lớp đã được nâng một công nghệ. Không, bên lớp là người đầu cánh của game thủ Chipboy. Rất khỏe với con giò của Persian thì như đã có công thủ đầy đủ. Không được. Con giò game thủ bên lớp không đánh giá cao khả năng đều giò, nhưng nói chung con giò công thủ nó cũng đủ làm cho game thủ Yamato thốn rồi. No 1 cũng kích đời cuối 11. Chipboy. Chipboy đang vẩy e đúng là bên lớp. Vâng, điều giò bên lớp đúng là không thể ngửi được. Sẽ chết vẩy e, bắt con giò phát chết luôn. Chết rồi, không cần vẩy. Phù thủy. Hay là khung nhà trước đã. Bên lớp bắt đầu chậm một đợi một một vài giây nữa thì bên lớp lạc đà sẽ chạy sang, đúng rồi. Hò hỏng rồi. Hai lạc đà, hai VL, bãi vàng chưa kín đâu. Phù thủy xong chưa? Khó đánh. Tỷ số là 1-0 trong set đấu thứ tư.